Ok, bây giờ mình đi giao cặp kính cho khách. Đây cặp kính phải không? Dạ. Đây cặp kính phải không? Có dòng lượng. Dạ luôn. Dạ đưa rồi bé nó đi xe buýt cho anh. Rồi như vậy là mình giao xong kính cho khách. Dạ nghe. Rồi đây là mình hướng dẫn cái đường vô cho mình thì ngoài đầu đường nó có cái xe công banh. Đây có cái xe công banh. Đầu đèn đã nói là đầu đèn số 10, phía ngoài nó là siêu thị có mắt Bình Thiệu. Để các bạn cho một quẹo vào trong đây. Ok, khi chúng ta đi vô thì các bạn sẽ đi qua khỏi cái siêu thị. Lưu ý là các bạn qua khỏi siêu thị nha. Thì nó tin nhắn là nhắn rõ ràng là qua khỏi siêu thị là bên trái. Thì siêu thị hiện giờ đang là nhà số 1. Phải này có cái tiệm pizza Bình Thiệu. Chúng ta quẹo trái. Rồi sau khi quẹo trái xong chúng ta quẹo phải thêm một lần nữa. Đó thì các bạn nó chạy vô tới nhà mình. Rồi. Đây là nơi quen thuộc mà mình thường xuyên thử xe cho các bạn coi. Đây là khu vực ha. Mình sẽ mở cửa vào bên trong nhà. Vào bên trong nhà để chứng tỏ là nhà của mình đúng không? Rồi ok, vào bên trong. Thì đây, đây là toàn bộ xe của mình. Thì giờ có một chiếc xe đang dọn rồi. Giờ xe chưa dọn. Còn đây là đống phụ tùng ring. Đó các bạn thấy bẩn. Rồi về ba ga đủ thứ. Ok. Như vậy là mình mới vừa mua con đây, SG Cam. Mình test qua một vòng. Rồi. Cảm ơn các bạn.